Xin kính chào tất cả bà con cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thỏ 1990 Vlog. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà bà lão thì năm nay khoảng chừng trên 70 tuổi. Ở trong căn nhà của bà thì vẽ những cái hình bông mai rồi rất là nhiều cái kỳ lạ. Bà thích vẽ những cái hình Phật cũng như là các vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Thảo mời tất cả mọi người cùng vào tìm hiểu bà lão này nha mọi người. Xin mời mọi người nha. Nguyễn Yên chở đi xe đét, cái quạt gì mới cảo luôn. Nó đàm bắt đầu cái quạt kia là nhỏ kia chớp mất tiêu buồn hết chứ. Cái quạt này cũ nó không có đẹp. Này quá chàng vị nào vậy cô? Đừng có hỏi. Dù đó không sao phân giải, chừng nào chiến trận cho nào ta biết hết rồi mình hả? Hả ngồi đó mình bận đồ đạo rồi mình làm đạo thiết pháp luôn. Ừ. Bây giờ hỏi là nguy hiểm, hỏi rồi nó bắt nó nhốt hết rồi. Nó nói mình á dị gì kia đâu có tính. Mình tóc tai rồi mình phải cho nó mát cái còn này quá trời còn hơn đi mần rượu. Quá trời chửi luôn nè. Đủ đồ hết đó, cho người ta dữ lắm chứ đừng có cho đồ đạc ấy. Kho báo là Việt Nam cải lương của Phật mà biết người này rồi nè, người ta kính trọng rồi người ta quý trọng rồi ở đây nó coi còn cũng có chừng cái lem lên trên nghe trong cái đỏ luôn nè. Wow, đồ đẹp vậy. Bên Ấn Độ thành ca thì là dễ có đức vua Tịnh Thạng Nhân Từ, đức thần dân lạc nghiệp ăn cư tâu chúa thẳng tâu ngay phò tá là mấy anh là vua chúa là triều đình là quan lớn chứ không phải là người coi đồ mà hỏi thấy tiên cùng que đó lấy vô mà mình thương không có ai một cái tình thương mà bằng mình hết bao la biển cả dốt cuộc được hết hết chuỗi là hết kiểu tóc gì cô tiên hả kiểu tóc gì cũng gì kiểu tóc chảy ra kiểu tóc gì trời ơi kiểu tóc mà là khăn đóng à khăn đóng áo dài người hồi xưa tôi là người Nam. Người Nam là vua chúa chứ không phải là người dân. Giờ tái sanh lại là gia đình nghèo khổ, cha mẹ phải không? Là thầy Phật là người Bồ Tát chứ không phải để không ai phò. Không ai phò thì ra là con người nó phải hịch hạt chứ không phải ở phức tạp. Nó phóng thanh ở dưới văn hóa nói tôi là người phức tạp. Là bữa nào là tôi xuống cái đài phức tạp là thế nào? Phải không? Có nhút nhơ không người ta thí dụ cái bông sen gần bùng mà chẳng đâu xanh mà bùng trong đồng gì đẹp bằng sen lá xanh bông trắng là chen gì à gì à bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng đâu xanh mà bùng nhà rách có Phật già mấy anh là Phật tôi là Phật đó. Nên nếu ai mà đụng tới rồi thì mình thấy anh đừng có kêu tên sách dò tội nghiệp ai không có mấy ông cho biết à mấy ông mà vẽ chứ mấy ông cho biết tiền bối mấy ông chưa không đó mấy ông già ai dặn cô tên bự sát mấy ông người trên. Yeah. Không có đồ bông không có chiếu không. Wow, ừ. Đẹp quá. Cái này biết sao không? Có sư tích nói cho nghe. Sư đều là cái người là ở xéo ngay chỗ cái đồ bún ngay chỗ Đức Hồng á. Yeah. À bả rồi có hồi đó cái tình yêu của bả đó, bà có một đứa con trai. Cái là có thể chồng bỏ, cái là bả thất vọng, bả xuống tóc bả thu tới bây giờ. Bà gặp tôi bả khoái. Bây giờ bà ở Cần Thơ để đi xuống dưới tặng độ cho bà thêm một cái chùa nữa. Tụi nó chưa ở không, mà chừng nữa đi là anh em đi luôn. Quay phim bắt là bà về. Đang đi với tôi là lao động với mấy anh em, hiểu không? Chủi đẹp quá xéo à. Xéo. Cái chú chủi là cái lúc mà bà đau tim đó. Không có uống thuốc hết. Cái bắt đầu cái là tôi đưa nước cho bà sữa đông lành gặp bà thớ đó. Gặp đi giúp vô bà thớ đó. Đưa bà ăn uống được kia là sao bà hết. Đó. Hết xong bà trở lại cái bà lên đây là vô đây nè vô thăm bà nói mày quá giàu tôi nói giàu cái gì đồ mà nghèo mát ra luôn mày ở đây chứ sao mày giàu lắm tôi nói trời bà con cũng nhờ cái miệng bà chứ là phát đó lộ bà nhiều khi nói thấy mẹ luôn á rồi cái bà nói cô vậy chứ là cô sướng của tôi nó phân bì nó ba con em nghe lại nghe thấy không đẹp gì vậy quá nhiều cộng luôn rồi mà quá trời gấp mà nó hơi xấu cha có này chưa? Đẹp không chưa có chấm không có tiền bắt đầu chấm đó phải không gấp quá gấp á nó làm cái gì nó cũng như người nó có chừng lem một bố chừng lem lên trên nghe có chấm cái đỏ luôn nè. Wow, đồ đẹp gì vậy. Bên Ấn Độ thành ca thì là dễ có đức vua Tịnh Thạng Nhân Từ, đức thần dân lạc nghiệp ăn cư tâu chúa thẳng tâu ngay phò tá là mấy anh là vua chúa là triều đình là quan lớn chứ không phải là người
phàm tục hay là cái người cấp cấp bậc nhỏ, phải không? Đó. Oh, yeah. Có lo gan bự. À, lớn gan đó hả? Ừ. Mình nhưng thấy đoàn của mình được bao nhiêu người? Ba người. Có ba người. À, ba người. Ba người chết, đáng lẽ là cả 100 triệu mới được. Triệu à? Mới đi rước Đài Loan được, tận hỏi vụ cái hạnh phúc của nhỏ con Duyên đó. Đó, về bệnh. Về chưa? Về, về được không? Tháng này về đi, hả? Lỡ bà Thớ rồi về đi. Tiền chảy nào đẹp ha? Đẹp cái gì? Lơi que, lơi que. Ôi trời, tóc là hết kia luôn. Ừ. Bị nó ướt nè. Chứ không phải là quạt này cái khô cái cũng như bất chạch ướt. Cái mão này là làm đâu còn nghe, chỉ có quẩn mai cái mão mới, mão mới là theo nói về cái đời sống của mình á, là mai bông sen không à. Yeah. Thiên là gắn bông mai bông sen là cái mão mới, mão mới nó mới vững chắc. Cái này là còn cũ chưa ở không, yeah. Nằm ở đây chứ chưa không chứ là cái thiếu mão. Cái này là cái mão gì cô Tiên? Mão này là mão vua. Nào của theo nói bây giờ nói luôn quạch tẹt đi, Minh Hoàng, Minh Chúa, Minh Dương là chúng ta nè, là tất cả là trong phái đoàn của mình, phải không? Thấy chưa? Đó là ai kính nể, ai thương. Bây giờ mình còn nghèo nữa anh Thạc chứ, kêu lên ngôi rồi đó, khi đạt thành rồi các nước là phục tùng rồi, A Di Đà Phật không đó. Là thiếu gì là thực cuộc y thực tu chi đủ thứ không độc nhằn lo sự sinh nhai. Bây giờ thì cái gì cũng thiếu hết, cái gì cũng là cần thiết hết, còn chừng nữa là cái gì cũng có. Còn các nước gì nó chờ người này cho bình tĩnh và có thể là mấy anh chiếu cho nó hật khở đó. Mà nhưng mình gấp qua đi, phải không? Rồi, cái phim là mình phải nói, cái khi mà mình cho người ta coi đấy, khán giả thông cảm. Phim này là cô Thủy Tiên mắc bận việc, phải không? Dạ. Như là bất chợt mình đi công tác, phải không? Thì mình đổi cái này vàng, và cái vàng hay là cái này đi, vàng. Ờ, cái này nó hơi tối rồi ha. À, cái này giấu bọc giấu giữa luôn ha. Ờ, cái này giấu rồi sao đi hen. Dạ. Vàng vàng nó không đẹp á. Cái bộ đồ khủng long hả cô Tiên? Ừ. Khủng long đó hả? Vàng không mấy người. Hả, vàng sáng không? Ừ. Biết đâu cô Tiên muốn đội mà. Mỗi lần đậu thì đậu vàng nó hơn nghịch. Đậu về hơn lâu cả nè. Ờ. Mỗi lần đậu cái này nè, thấy không? Màu hồng ấy. Ờ, cái màu này là cái màu ấy, màu bên Phật giáo. Cái đó là trang điểm gì là xong chưa cô Tiên? chưa đã đấy chưa đã ha, đẹp ha. Ồ. Rồi cái mái tóc thiệt tình đủ cái tóc ác thiệt chứ ha, cái gì độ mà nó phải bùng ra, nó phải có quạt máy quạt qua nó mát, còn cái này nực cái độ mà nó hịch hạt á, cứ như là con nít như tóc mới lên á. Nó bùng cái nó mới đẹp chứ không ta ấy xịt keo được cái kệ thông cảm quá gì thông cảm. Đây là tóc sitin nè, sitin cô Tiên lấy xô le hết rồi. Cái nào cô Tiên năm nay mới 18 tuổi thôi. Nhiêu cho nhiêu cả ngàn mấy tuổi thì 18 bảy mấy mà ngàn mấy tuổi đi gì? Ngàn mấy tuổi, ngàn mấy tuổi đi. Cô Tiên cũng nhỏ tuổi hay lớn tuổi cô Tiên? Quốc hồn từ khi cho Đức Chúa Trời ra đời đó. Ồ. Ra đời là trước ưu tú cái máu đạo đó là Thủy Tiên là Phêrô của ông, nó đặt ra cái ngay chỗ cái sách sổ mà Thiên Chúa Giáo đó. Phêrô là người này, còn cái kiếp này là và Phêrô hồi đó là người Nam, mấy anh cũng vậy, biết quá khứ gì lại. Còn kiếp này là ông bà tổ tiên mình theo thầy, phải không? Rồi bốn bữa chai bốn rửa là quy tắc của cái khùng duy nhất đứa sách. Người này Thiên Chúa Giáo, Cao Đài Giáo, Phật Giáo gì là có hết, có ba mẫu đạo. Cái nó mình thiết kế thì làm thí gì ông khùng điên kết thí kết ranh cái tạp cái đây buộc cái đốn. Nhiều cái mão lắm, mà cái mão không này kia. Lúc năm gà đó làm con gà này kia lâm, mà bây giờ chuột cắn với mua này kia lấy cho mà mua không có xài nữa, giờ mình làm máu huyết mình làm. Ồ, cái này có hai cọng dây kéo xuống luôn ha. Ừ. Sao kỳ quá trời, thấy đất đẹp, 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 đẹp quá hả? Thấy nó kỳ đẹp, không đẹp, nó bùng nó mới đẹp. Cái này nó tẻ ra tẻ quá à. Ừ. Thưa tóc thưa quá. Ừ. Mấy thưa nó ướt. Nó ướt còn có cái răng cô Tiên hả? Còn có cái răng kể nữa. Đi trồng gan rồi ngồi trong cái này quạt đi. Đó đi ngồi trong cái bông này. Ừ. Giờ hát ha, hát luôn hả? Ừ. Hát luôn. Hát đọc vẽ. Ừ. Đọc vẽ gì chạy. Ừ. Cái gì cũng đủ thứ quạt xong đó. Giờ hát hò phải không? Rồi xây rồi chưa? Đứng không? Đứng rồi, đứng muốn võ không?
biết múa giỏ luôn. Trời, múa giỏ gì cứ lắm trời. Nè, Ngọc Đảng Ngài Hữu Tấn Khai. Rồi, không có mang giày hả? Nè, đứng vào không luôn. Ngọc Đảng Ngài Hữu Tấn Khai, vì ta ra đời bạc phước, Di Lai Bồ Tát sẽ ủng hộ sắc này cho chư thầy các ngài chiếu phiền. Chiếu phiền ở đây là để kiếm phơi khùng. Ở đây nó kêu phơi khùng. Ủa, phơi khùng đó. Cô tiên mà nó nói phơi khùng. Bây giờ nó bớt nói phơi khùng rồi. Bởi vì thế gian đặt tin ở vùng hảo phê khùng, nhưng phê này không có khùng phê. Phan chiếu lệnh của truyền thống vua chúa Phật Thánh Tiền, phải không? Trời. Hồi đó là cũng như quýnh mặt nặng rồi, phải không? Đó, ta nói là đầu lưu công chúa đó, phải không? Nó thẩu mà ai đụng với đâu năm cái rồi cấm chớp cháo quá. rồi dữ lắm. Cô tiên ơi, bây giờ hôm nay cho khán giả chiêm ngưỡng, thứ nhất là thì khán giả là mấy anh những cái gì, cái bộ đồ trang phục trên mình cô tiên này, cô tiên có thể giới thiệu đây là bộ đồ gì công việc giới thiệu chị dạ, đồ, cái đồ này gọi là đồ gì vậy cô? Đồ này là trang trí để thông qua xã hội loài người để làm tuồng, để làm hề cho bá tánh cười chê. Nhưng ai biết thủy tri họ thì tiệm đến gia đình làm chầu bốn bể thành lịch. Được không? Cô hay quá. Trời sao phan? Cái này là cô biết ca lâu chưa? Trời ơi, nhỏ lớn. Nhỏ lớn rồi ạ. Nhỏ lớn tập tụ ông già, chụp bệnh giống hịch anh nghe. Ông nói mắc dịch mày không nói đi thật. Đi ở đây tao xé hết rồi. Xé hết rồi. Rồi ông quýnh, trời ơi, rồi mày con, ông quýnh vô bằng cái này. Dữ dằn lắm. Dạ, nhưng mà cô có cái ý tưởng mà để làm những chiếc nón. Dạ, nhỏ. Ừ. Em như vậy từ lâu lâu rồi cô tiên. Thì cái này làm thí. Thí đại luôn. Ờ, cái này là theo nói cỡ mười mấy năm nay. Những cái bức tranh mà trên nhà cô vẽ là tự cô vẽ luôn. Ờ, thì không vậy. Cái gì nó vẽ này một đống ở trong tủ rồi. Bây giờ muốn móc hết rồi. Đâu. Cho làm luôn. Coi luôn. Móc nó hết rồi đi. Coi luôn. Đây, đây. Hôm nay là đến nhà cô tiên. Vô cô tiên. Nhưng mà còn chắc thế. Nè, giờ vào đây. Cái gì? Nè, là một đống nè. Hồ sơ nè. Mấy năm nay nè, hồi cấp gặp cái anh nè. Trời, hồ sơ. Đó nè. Nè, dài rồi nè. Đó. Nè, thấy không? Đóng này nè dài. Đó, đó. Giờ sắp ra đùm tùm. Nè, kiếm nè. Ê. Nè. Kiếm nè. Ồ, kiếm dữ nha. Ôi, ba cây luôn hả cô? Chưa. Đó, đây ra, đây. Không, cô tiên ơi. Sẵn vô đây do khán giả thấy, ủa đây là cái gì nữa nè? Thì đó. Ủa, cái gì đó có câu nữa kìa. Ừ, đó vẽ đó, vẽ ông Phật thầy đó. Thầy hả? Tùm lum ra ngang khói này kia giờ hưng đăng. Cây đang cây hết hồn. Nó có cây gậy nữa. Đâu? Có cây gậy con già nè. Con già tới 2-3 cây gậy. Cây này là cây con già. Cúng đình đi cô tên. Con già tới 3 cây. Ủa, nhìn giống như voi. Voi hả? Voi bên Phật thầy. À, ông cậu cũng có con voi. Ông bà cậu. Giờ đi ra. Rồi đi ra ngoài. Chặt quá trong này chặt. Trời nực dữ lắm khổ. Trong kẹt mà. Ủa vậy có nhét vô. Vậy rồi có ngủ đâu? Thì nằm giống nè. Nằm giống ngủ luôn hả? Có ngủ đâu, vẽ sáng đi. Sáng đêm luôn hả? Ừ, thấy không? Nằm trên giống vẽ hả? Ừ, rồi. Cái cây quạt đó là làm gì hả cô tiên? Quạt làm tới 10 cái nữa, bà giật cái trơn, còn bà hổm còn cái kia mới. Cảo làm Tết á, làm sinh dương đẹp. Có chứ. Ờ, nếu mà cái người nào mà nó không có bổn phận cầm cây quạt, người phàm, dơ dái hay là không có căng cầm quạt hầu cái mưa dữ lắm. Ừ, và như biết sao không, là tôi làm cái mấy đứa nó đi giật, nó giấu không, chứ tôi không dám cho. Đó, làm tới 10 cái, mười mấy cái hết giải, mình đi xuống thuốc ở Long An á. Thỉnh mới có, bên tượng Phật Bà bự, cái chỗ giữa đường đó. Thì đó là mấy người ta chết, chỗ đó rồi chính quyền với nhân dân người ta thờ Phật Bà, thấy không? Ừ. Cái tượng này tưởng là quạt ba tiên không, cái này là mình làm, cái này kết tự giải là còn cái này nè. Cái bông này kia là bên áo Phật Bà. Ờ, áo
hoặc là lấy cái áo chọn đồ. Ừ, làm nhiều lắm mà nhiều mấy cái người. Cái quạt này có phép không? Có. Nó phép thì sao? Phép là thí dụ mình là quạt gì nè, là mình quạt là nó không có là mưa bão tố. Và thí dụ cái người mà không có bổn phận là lấy quạt dơ dở cái hồn nó bọc luôn. Nếu mà cái quạt mưa. Là mưa là mình quạt cái là hết mưa không? Quạt này nè. Đó chưa có kinh nghiệm, có chưa nắng hả? Nắng mà thí dụ cái người giật khí là quạt, phải không? Đó có những cái người mà là ở dưới Sa Đéc bữa đó, cái cậu Tài đã chạy xuống tham quan rồi cái không biết bỏ quên hay là mấy bãi giấu thì nó mất tiêu cái quạt đó đẹp. Quạt đó làm là đằng trong năm nay, trang trí cái này cũ rồi. Này cũ mà nhưng mà mình đã tạm đỡ thôi, mấy cái này nó cũ. Tiên mà đồ bộ đồ đó gọi là đồ khủng long đó cô đây. Khủng long đồ dưới dương trần. Sao mà có rồng, có phụng hay là có những cái khủng long này á, là nói nó đạp đập cánh rồi là mưa bão tố. Hiểu không? Là tới đời là thầy nó tâm nghiệp đập đời trả lời. Như là để dành cho bạn ông nó bị biểu cái dình. Dình dữ. Dây chuỗi thì quá bự luôn. Dình này khủng long bằng cứu dương trần dình dữ cái áo này. Dạ. Mà nhiều khi phơ là thấy sợ nó ở trên cái gì phơ như này sợ mấy ông mất yêu yểu của đem vô. Mấy cái áo này đâu có gì không? Cái này hồi đó đó là cái thằng là bên ở trong bang Biên đó, bên Tài Chánh đó, bên Hồ Lăng đó, nó thỉnh ở đâu ở trên núi Cấm là không biết ở núi nào nó đem về ba bốn chất này nè, ba bốn chất mà nó để thợ bà đó đó. Rồi cái bữa đó ba nó dòm đó, và có tiền không mà đưa tôi là số tiền tôi cũng số, bữa nào tôi có một số phải không? Đó là tôi cho bà sắp giải đó đâu đưa đi coi quá đẹp rồi. Rồi cái tôi nói nhiều, tôi nói thằng trăm, nó thôi cho mày 200 nè. Rồi ở đó trong túi cũng có chịu mấy. Cái quá mừng rồi. Không biết nó quánh chút không mà cái là mình vô mừng cái này cái là mình là cất cái tới chiều cái mấy đứa cô quẻ với hát hò kia đó. Đó cái cũng gần dạng dạng rồi, cái kêu xe về. Cái xe về cái 20 sau nói bà mai chưa cái nó nói chuyện là bà mai mày đem lên cái đem lên trên cắt rào họ cô là nó mũi muốn chết luôn á, lúc đó nó mũi tùm lum hết á, nó cắn nó ấy vô rồi cái là văn mùng cái mai lượt này cái xuống dưới này cái là máy nó bắt đầu như là tự khô mai luôn, tự biến cái diễn quần áo nó tự máy không là tự biến quá cái tâm trí mình từ nhỏ tới lớn là cái máu văn nghệ cái quê linh là tự mình biến chuyển ra cái nát, lập ra cái nát mà không ai hiểu, trong gia đình cũng không hiểu, mà học kịch để học hay cũng không ai hiểu, nó là khùng không, khùng trình ông già hồi đó mày là khùng trình xiềng chói, tao quýnh mày cho hết khùng làm lưng, tao dữ dằn lắm mà đi kéo rồ còn hơn chó, đi chị bệnh lên bên Hồng Ngự đó, cái nửa đêm cái là mấy bà mở ra đi rồi đái cái là quảng hồn cái chạy. Là chạy trốn vô dinh ông Quang Thánh á, cái đi kiếp đào gọt cô là cái đó là bên ông Tu Quý Ba bên đồng Pháp, cái đi kiếm cái tôi núp vô ở trong cái miếu cái chỗ bằng thiên đó, cái sau đi kiếp gặp đây đây nó là tôi mới đừng có kêu nó ông Quang Thánh ông giấu làm thinh niệm Phật, thế sao có bà đó bà biết, ở đây sao nó nói vậy, sao tao biến chắc cái đó tao làm thinh. Còn mấy bà kia rột rạc. Tức là cái thời đó là gia đình cũng tưởng cô bị khùng. Khùng đó. Mà nhưng mình ăn kết là biết hết. Biết từ sắc mặt, từ người. Nhưng mà lúc đó là cô đâu có bị khùng đâu. Đâu khùng, vậy đâu, ăn trên tới giữa. Ăn trên. Tự nhiên mấy anh ăn trên giữa là mấy anh bình tĩnh, mấy anh chiếu phim. Còn cho tôi bình tĩnh, tôi hát. Là có thể đi ăn kết, đi ghi từ cái đòi người. Chiến tranh từ khi là đức thầy là có thể là vắng mặt là tới bây giờ. Nhưng ở đó giống như là cô bị hiểu lầm đâu phải không? Hiểu lầm là bị thì bây giờ anh biết hết trơn ở đó hỏi gì nữa. Không biết nhiều sao cầm cái phim này chiếu này. Già rồi là cốc chủ. Cái người là tu nhiều đời mới là cầm cái phim này chiếu mới là có thể vững vàng mới không có khi dễ tôi. Còn cái người ít tu là khi dễ coi tôi còn hơn cục kích. Thấy điên gì? Thấy điên cùng què thấy chi? Thì người ta đi kiếm đó. Đi kiếm ở chung quanh đây nè. Xúm lỡ nói đã cùng phê. Chém đâu cũng phê, tôi nói chém vô đây. Vô đây tôi có cây á nè. Cái kiếp đây nè. Với cái còn. Ba cây để dành ba anh. Rồi chừng nữa là tới giặt rồi xuống đây. Thí dụ tấn công núi bất cứ đi đâu đó. Thì ta nói vậy hồi nó đói bụng về đây nấu cơm. Nó củi chút. Chưa rác đến rồi. Rác qua già.
đất đến gì đó mà trên thế gian này chưa có ai mà cứ đi sát nó có thật sự chừng nào mình dẹp dọn chân mong hai ngày cất cái, bên nhà đâu cái chấm trên trán là lúc nào mình cũng thích chấm hay là không phải. Có công chuyện mình muốn chấm nếu mà mình không chấm nó làm những đừng khừng nó bệnh con người đó nó không sáng suốt thông minh chấm cái này là cũng như ấn là ấn sắc ấn định nó trên độ là độ quá thân độ mình trước rồi mới độ là tất cả có sức khỏe mình mới độ cứ như tôi bữa nay mà tôi nằm là tôi bệnh là sao mà độ mấy anh sao được giờ có viên mà mấy anh làm sao chiếu được chiếu xấu quá rồi bệnh mà chiếu người ta khử nhưng mà chú cô có lên coi phim của cô có thấy cô đẹp không chưa đâu có thấy cô đẹp không chưa bỏ mơ chưa có thấy thì như cái mái tóc mình không có thấy cô đẹp không đó. Quá xấu quá quá cái mái tóc này nó quéo quéo nè rất là mái tóc bạc quèn mái tóc quá trời nữa mái tóc với người còn bữa nay già phim già không đại đẻ đổi máy xéo được cô tiền xéo qua đây xe tiền đổi máy xéo keo để ấy hết rồi ấy tôi khô không có giết chết ai có bài trong đó nó chạy có bài nữa hả đừng có khỏe ừ nhờ nên ngắt ngắt chứ đỡ mẹ một ngày hai ba giờ thăm con không đủ mà nhớ con cũng như là chạy đủ được rồi đâu kiến rồi kiến nãy giờ chết chết rồi nhiều quá rồi lúc kiến cao lưng kìa đây cái này phải một cái này phải chảy tóc phải chảy cho nó dày được quá trời kỳ mái tóc ừ không phải cái mái tóc là mình cần cái mái tóc chụp mới đẹp phải không hay là mua tóc giả đội lên luôn không không răng cô không có gắn cái gì của tự nhiên thiên nhiên không chạy xéo xéo luôn đây thiên nhiên mái tóc chưa có hết thích để mái tóc ngang vậy cái này là phải tóc bùn mà mình thấy theo cái phân lượng chứ mình chụp ảo tả chụp mấy cái phim nó xấu nó cờ rồi lần như tóc gì là đẹp đó rồi sao lần nào nó chiếu qua đây xấu quá là đi ông bà không đồng ý đẹp rồi ấy coi đầm nè đó cô cười lên mới được chứ cô cười lên quá xấu rồi ba quá trời già cười lên cái đây cười cái lên không sao cười lên cổ quá già bao nhiêu tuổi rồi không có tuổi chứ không có nên họ tuổi nữa 18 mình lên sân khấu quá trời quá khứ rồi đẹp rồi đó cô thôi chiếu nhiều thôi tính là nghỉ chiếu đó mà mấy anh là làm thiêu lòng bên Phật pháp tại cô vui quá vậy chứ mấy anh cũng vui vậy cô vui Phật. Vẻ cô trẻ ví dụ mấy anh tu hay là ở trên cho định xuống chưa đắc đạo gặp tôi là tôi chứng thành Phật là thành Phật mấy anh phải chứng tôi là Phật Phật chị Phật em Phật anh này là Phật mình Huynh, này Huynh, xưa là Huynh. Huynh, hồi xưa Huynh là mấy anh là đệ. Còn bây giờ mấy anh là Huynh, tôi là đệ. Kiếp trước còn là lớn hả? Lớn mới cầm được cái máy mới ba người được đi. Còn tôi nhỏ tôi có người thiếu. Thiếu hả? Thiếu nhiều số. Nhưng mà cô lớn tuổi mà. Lớn thì chứ là nhiều khi cái trình độ hay là cái ánh mắt, nụ cười mình nhìn hay là có cái huệ nhiều khi hơi ít mấy Huynh. Nếu tôi vừa nghỉ nó ngày nay là không chừng mấy anh tới nhà rồi tôi nói là ô alo tới nhà chiếc phim nó rồi mới nói xong rồi sao nhủi ra hỉnh đâu cô đây này ấy này mua rồi lên cái này sao nói mua thì cũng quá đáng lên chú xứ thỉnh mình cho là người ta 100-200 vậy đó mình cho rồi mấy ông mới nhanh chóng mới đưa còn không ấy không có cũng như mua thật còn cái này là mình cái tình nghĩa mình độ bệnh bá cho nè đó, cho mình cũng cho tiền này kia mua bánh bá còn hơn mình rộng rãi bây giờ bà là ở dưới bà dưới bà đưa cái số chủ bành kia cho ông sư kia.